xuân mang niềm tin tới bao nàng muôn yêu mới như hoa mai nở phơi phới thế gian tay nụ cười đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi nơi xuân reo lộng khắp chốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu niệm đón xuân trên mọi miền viễn thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên mong đầu năm cuối năm gặp may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy chín bước đường danh đời dòng mây duyên vừa đẹp ý đắm say ôm làng xuân đẹp vào tay chín bước đường danh đời dòng mây duyên vừa đẹp ý đắm say ôm làng xuân đẹp vào tay. Vâng, vừa rồi chị Trang Orade cũng đã test và giới thiệu với toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc chọn bộ âm thanh vừa nghe nhạc và hát karaoke với một cái cấu hình rất chi là tuyệt vời, vừa nghe nhạc và hát karaoke chơi mọi không gian, mọi thể loại nhạc và hát karaoke rất chi là tuyệt vời với một cái cấu hình có 5 thiết bị. Đầu tiên bên ngoài cùng đó là một cặp loa của hãng Ezic với model M312, hàng được sản xuất với một cái cấu hình một full 30 và một test kèn với một cái chất âm rất chi là tuyệt vời, chơi tất cả các thể loại nhạc và đặc biệt là hát karaoke, chơi mọi thể loại nhạc. Quý vị bạn thân mến, đây là một cặp loa hiện đang có mặt tại Trinh Trang Norade với một cái tổng thể thiết kế cực kỳ đẹp, hàng bãi còn zin bản, bao zin từ An Z. Và tiếp theo đó là bên dưới là một cục đẩy của hãng CA6 với một cái cấu hình cục đẩy này là sử dụng máy chạy là 12 xò búa áp, một cái chất âm rất chi là tuyệt vời, máy toàn bộ cực kỳ đẹp với một cái chất âm rất chi là khỏe và đánh tiếng nhạc ra rất chi là sáng. Để phối ghép với cái bộ âm thanh một cặp loa một cục đẩy này, em sử dụng thêm một chiếc equalizer của hãng KSM với model là GE1200, hàng được thiết kế và sản xuất lắp ráp tại đất nước Hàn Quốc với một cái thiết kế là toàn bộ là rất chi là đẹp và cái chất âm chỉnh để sử dụng lưng cái phần nhạc và cái phần echo hát karaoke rất chi là tuyệt vời. Và để hát cho cái bộ âm thanh này thì em phối hợp với một bộ micro hàng full shop mới tinh của hãng Sure với model là UGX22 5 mã, một trong những cái model rất chi là hot và có một cái chất âm rất chi là tuyệt vời, thu âm đều ba giải và được sản xuất mới năm 2019 với một cái tổng thiết kế cực kỳ đẹp. Và cuối cùng là em sử dụng phối ghép vào một chiếc vàng của hãng Lisso với model là FX825 mã, một trong những cái model tích hợp đầy đủ các cái tính năng, tất cả các đường ngõ tín hiệu mới nhất vào và với cái các cái phần chỉnh nhạc và karaoke, phần chỉnh bằng các cái volume chìm bên trong rất chi là tuyệt vời mà tất thể quý vị các bạn của anh chị em đều có thể sử dụng và phối ghép chơi được. Và với một cái cấu hình này thì cũng chỉ với một cái tầm giá khoảng 20 triệu một chút thôi, quý vị các bạn của anh chị em có thể sở hữu để nghe nhạc và hát karaoke với tất cả các không gian và với một cái chất âm rất nhiều tuyệt vời. Và để sở hữu chọn bộ âm thanh với 5 thiết bị sản phẩm này, xin mời quý vị bạn của anh chị em liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Orade, địa chỉ Quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967 697 999 và 0976775789. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu và đã toàn bộ thiết bị âm thanh em giới thiệu và test hôm nay giới thiệu với các bạn anh chị em là toàn bộ là rất chi là đẹp và sử dụng rất chi là ok, phối ghép nghe nhạc hát karaoke tất cả các thể loại nhạc và tất cả các thể không gian rất chi tuyệt vời. Quý các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để sở hữu chọn bộ thanh này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn có chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do Trinh Trang Audio test và giới thiệu về tất cả sản phẩm này, nghe nhạc và hát karaoke. Xin chào và hẹn gặp lại.